Ngày 20 tháng 4, cựu thành viên nhóm nhạc HKT, TT về Cần Thơ cưới vợ. Cùng thời điểm này, ca sĩ Nhật Kim Anh bất ngờ đăng tải đoạn clip cover ca khúc Nhường Anh Cho Người Mới. Sáng 20 tháng 4, đám cưới của ca sĩ TT, HKT và vợ là DJ Nhung Baby diễn ra tại Cần Thơ. Đây là hôn lễ được tổ chức tại quê nhà của cô dâu chú rể. Cặp đôi sẽ chiêu đãi khách mời sao Việt một buổi tiệc tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 23 tháng 4 sắp tới. Trong ngày trọng đại, TT diện áo dài trắng, di chuyển bằng xe Rolls Royce sang xịn, giá tầm chục tỷ đi đón vợ. Trong dàn bê cháp nhà trai có quý ông tia chớp Trần Anh Huy, ca sĩ Phát Hồ, Thiên Vương. Sau màn phát biểu của gia đình hai bên, mọi người đều tập trung vào phần trao quà cưới, sính lễ cho cô dâu chú rể. Nhà trai đã mang sính lễ gồm bộ trang sức hột xoàn, dây chuyền, lắc, bông tai, cặp nhẫn, 3 cây vàng, khoảng 245 triệu đồng và 10.000 USD, hơn 250 triệu đồng. Đồ nhận cưới và các mâm quà khác đựng heo quay, bánh cưới, trái cây tươi. Trong khi đó, sính lễ nhà gái là hai sổ đỏ, 10.000 USD và tiền mặt 200 triệu đồng. Vợ của TT tên là Tuyết Nhung, hiện đang kinh doanh trong lĩnh vực tài chính và mỹ phẩm. Ngoài ra, cô còn có sở thích chơi DJ, cả hai yêu nhau kín tiếng 3 năm trước khi quyết định về chung nhà. Vì là đồng hương Cần Thơ nên tôi và Nhung biết nhau từ lúc nhỏ, hai người cùng có tình cảm với nhau ở lứa tuổi mới lớn. Nhưng chỉ vỏn vẹn vài ngày, sau đó mỗi người một hướng tập trung cho con đường sự nghiệp riêng của bản thân. Khi cả hai gặp lại đều không nghĩ rằng sau hơn một thập niên lại trở thành vợ chồng với nhau, TT kể trước báo chí. TT, HKT và Nhung Baby có 3 năm yêu nhau trước khi quyết định tổ chức đám cưới. Trước đó, TT đã trải qua một cuộc hôn nhân và có nhóc tì đầu lòng 9 tuổi. Hiện tại, con trai TT sinh sống cùng mẹ ruột ở Hà Nội, nam ca sĩ vẫn thường xuyên đến thăm và đưa bé đi chơi. DJ Nhung Baby sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ý thức được việc phải kiếm tiền để trang trải cuộc sống từ khi còn nhỏ. Nhung Baby bắt đầu công việc DJ từ năm 2015. Sau đó, cô chuyển sang kinh doanh mỹ phẩm. Vợ TT từng công khai giao kéo vòng 1 sau 3 lần thực hiện chỉnh sửa mới hài lòng. Trước khi công khai mối quan hệ, TT và Tuyết Nhung hẹn hò kín tiếng. Ban đầu hai người là bạn bè, quen biết nhau khi TT sống ở Cần Thơ. Sau thời gian nam ca sĩ lên thành phố Hồ Chí Minh theo đuổi ca hát, hai người gặp lại và phát triển mối quan hệ. Phía nam ca sĩ cho biết TT giữ kín chuyện yêu đương với Tuyết Nhung 3 năm qua vì muốn khán giả quan tâm đến âm nhạc của mình. Sau khi nhóm HKT tan rã năm 2018, TT hoạt động solo. TT muốn được khán giả đón nhận và chú ý về bản thân trong hoạt động ca hát thay vì đời tư. TT, tên thật là Phạm Linh Phương, sinh năm 1990, ra mắt khán giả vào năm 2005 với vai trò thành viên nhóm HKT. Nhóm nhạc này từng được khán giả biết đến qua những ca khúc như Chú Mưa, Nàng Kiều Lỡ Bước, Mặt Trái Của Sự Thật. Sau khi HKT tan rã, TT thay đổi hình ảnh sang hướng lịch lãm, trưởng thành hơn. Anh vừa hoạt động solo vừa kinh doanh, TT từng gặp một số khó khăn nhưng vẫn chăm chỉ chạy show, hát ở quán bar trong và ngoài nước. Cùng thời điểm tổ chức đám cưới của TT, Nhật Kim Anh bất ngờ đăng tải đoạn clip cover ca khúc Nhường Anh Cho Người Mới. Nữ ca sĩ, diễn viên cũng để lại dòng trạng thái ý nhị khiến khán giả xôn xao đồn đoán Nhường Anh Cho Người Mới, nhạc sĩ Khánh Đơn, anh viết chi những câu đau lòng rồi cộng đồng tưởng em đau thiệt. Bên dưới bài đăng này có khán giả vào nhắc nhở Nhật Kim Anh vì viết sai chính tả. Lập tức, nữ ca sĩ đáp trả lại rằng cô cố tình viết sai, chị viết theo kiểu chọc đùa à em, chứ chị hơi bị giỏi chính tả đó nhen. Đồng thời, nữ ca sĩ cũng không quên kêu gọi khán giả ủng hộ cho ca khúc sắp ra mắt của mình. Mấy năm trước, Nhật Kim Anh vướng tin đồn yêu TT, HKT. Mối tình của hai người nhiều lần đối mặt với thị phi nhưng được cho là đã sớm kết thúc vì rạn nứt. Hiện tại, TT đã cưới vợ, còn Nhật Kim Anh thì vẫn độc thân. Nữ diễn viên cho biết cô khá bận rộn với các dự án phim ảnh, âm nhạc, kinh doanh nên chưa nghĩ nhiều đến chuyện tái hôn.